Alo, xin chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì hôm trước mình có đi ve chai mua được cái bóng đèn này nè quý vị. Đây là một loại bóng đèn ve chai nữa nè. Thì mình đã thử rồi, gọi nó không cháy. Có cái tên là Euro Super 40W. Hôm trước mình cũng đã có sửa một cái bóng đèn loại này và sửa thành công rồi. Thì đi ve chai gặp bóng đèn này thì mình lại tiếp tục là lượm về và tiếp tục sửa cho quý vị xem, thử coi nó có thành công không ha. Thì mình xin nói là cái quá trình sửa bóng đèn của mình đó, làm thực tế nó có những cái lộng cộng, nhưng mà mình sửa nó thành công hết trơn à. Đó là những cái chia sẻ mà nó chân thành của mình nhất ha. Thì bằng mắt thường thì mình nhận thấy là đây có hai cái bóng led nó đã cháy tim rồi nè. Cái gì thấy không, nó đen đen nè, soi những cái bóng led còn lại thì nó mới đó. Đa số bóng đèn mình sửa mình xài khi mà thay led là xài ok hết trơn quý vị, xài ngon lắm, ngon như bánh cam vậy. Đó. Bóng đèn này không biết nó còn cháy hay không, nhưng mà nó đã bong chóc tùm lum tùm la hết trơn rồi nè, bong chóc ba tụ này nè, nhưng mà nó còn cấu tạo thì thấy nó cũng còn mới lắm, mới mà xét gì đi hết ta, tại ta để ngoài mưa nó xét thôi chứ thực tế nó cũng còn mới lắm, mới so hơn với cái cũ hơn đó. Nói đùa chút gì thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa bóng đèn này thử ha. Cách sửa của mình đó là chia sẻ hôm nay, nó là tiếp tục đó là chúng ta không có gỡ mặt ra, thay led nhưng mà không gỡ mặt. Bởi vì chúng ta gỡ cái mặt ra rồi chúng ta mà đi khò đi hàng đấy nữa thì những con led còn lại nó dễ chết lắm. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đó là sửa ha quý vị. Rồi mình sẽ zoom lại hai con led đó. Đó. Rồi. Hai con led nó nằm ở vị trí ngặt thiệt ha. Hai con led nằm ở đây nè. Mình sẽ khử nó ra ha. Rồi mình sẽ nối tắt lại hai con led này, nó song song với nhau, nối tiếp những led còn lại, cho nên chúng ta chập một con lại là nó cháy rồi đó. Nhưng mà nếu như chúng ta mà chập lại hai con không cháy thì là một con nó cháy, những bóng còn lại nó cháy, thì hai con này đó là có công suất nó dồn cho những con kia thì nó cũng dễ đứt lắm. Cho nên đó là mình sẽ đó là thử nào, bây giờ mình sẽ thử mình tháo hai con led nó ra ha. Rồi mình sẽ làm nha quý vị. Thì để thử nó ra thì mình quyết định là mình sẽ lấy cái cây này, cái đầu nó cũng bén bén nhọn nhọn nè, sẽ thử nó. Đấy, một con nè, hai con. Rồi mình sẽ làm sạch cái bản mặt của nó, sạch cái bản mặt của nó mới được nha. Rồi sau đó mình sẽ ghim điện và mình lấy cái đầu này nè, mình chập vô ha. Đây nó cách điện nha, không cách điện lại giật mình. Đấy. Rồi mình sẽ ghim điện vô nè, bây giờ mình sẽ là zoom nhỏ lại cho quý vị xem. Đấy, mình sẽ ghim điện vô và mình sẽ chập lại thử coi nó cháy không nha. Ghim điện vô. Đấy. Rồi mình sẽ đó là cầm cái này, mình sẽ chập vô một trong một con led. Rồi cái bóng đèn này không sáng rồi. Ơ sáng. Xin lỗi mày, nghe bóng đèn sáng nè. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ cần thay hai con led đó bằng cái phương pháp của mình là xong. Bây giờ mình sẽ làm nè. Rồi mình sẽ hàn hai cái đầu của nó. Mình đầu tiên mình sẽ lấy ra hai con led trước. Đây. Lại tiếp tục cái màn đó là đo led. Lấy ra hai em led đẹp trai cái nào. Đây một em. Đây, đây, mục tiêu rồi, rớt rồi. Đây anh em nữa, hai em led đẹp trai. Rồi sau đó chúng ta xác định chân dương chân âm của nó để mà chúng ta hàn vô. Sáng không? Sáng nè. Đấy, hai con led đều sáng hết. Rồi như vậy là để đây, mình sẽ đó là si chì chỗ này. Đấy. Khi chúng ta si chì, chúng ta si một bên này nha, nhớ là si chì xích bên đây một chút. Đừng có cho nó dính lại. Kéo nó qua bên đây. Này cũng vậy. Rồi. Sau khi mà suy trì xong rồi chúng ta ghi thử rồi nó có cháy bóng đèn không? Nó cháy là nó tắt rồi đó. Không cháy là ok rồi đó. Sửa bóng đèn mà ghi vô không cháy mà ok mới ghê chứ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đó là dùng cái nhíp gấp con led để mà hàn vô. Đấy,
cái bước này quan trọng nè nha, bước này nè, bước này rất là quan trọng để cho hàng à. Đó, dính con nét vô rồi. Nhưng mà nó không biết nó có sáng được không à. Rồi ghim thử ra nó có chạm nó sáng được không. Rồi sáng luôn rồi, thấy chưa? Sáng luôn rồi đó. Rồi tương tự như vậy, đối với cái con này, nếu như chúng ta để như vậy thì nó không đủ công suất. Không có đủ công suất. Cho nên đó là nó sẽ chết lết tiếp nữa. Cho nên là chúng ta phải hàn vô con này nữa. Rồi lấy lết. Thì nào mà nó cháy hết trơn luôn cái mặt led đó là nó mới tốt được. Rồi. Hy vọng là tất cả con led sẽ được sáng hết. Rồi, nó sáng hết trơn luôn rồi đó. Ý, bậy rồi, con led kia nó không sáng kìa. Led kia hình như nó bị sức hay gì vậy? Led này nè. Bây giờ chúng ta phải là hy vọng là nó sẽ sáng luôn led đó mới được. Rồi, ok, nó đã sáng luôn rồi nè. Đó. Trời ơi, ghim không ăn nữa ông ơi. Đó, sáng hết trơn quý vị. Tất cả các con led nó đều sáng hết. Mình nhìn vô thấy đường luôn á. Vậy thì đỡ một chút. Đó.